Những thách thức đang chờ tân chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Rác thải, ô nhiễm môi trường, hiện tượng băm nát quy hoạch là những vấn đề mà tân chủ tịch thành phố Hà Nội cần giải quyết. Nếu xử lý được, đây sẽ là những dấu ấn nhiệm kỳ. Chiều 22 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa 16 để xem xét bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh đã được giới thiệu để bầu giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Với vị trí được giao, ông Trần Sĩ Thanh sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, trước mắt là hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Xa hơn là tập trung giải quyết các vấn đề đã tồn tại nhiều năm ở thủ đô như nạn ùn tắc giao thông, điều chỉnh quy hoạch, ô nhiễm môi trường. Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ vọng tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có tầm nhìn, hoạch định những đường lối chính sách chắc chắn để phát triển kinh tế vĩ mô và khơi dậy được những nguồn lực môi trường nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn giúp kinh tế thủ đô phục hồi, phát triển. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc cho biết, thành phố Hà Nội đã có chủ tịch mới và người dân doanh nghiệp lại một lần nữa kỳ vọng. Trước hết đó là sự kỳ vọng về một người lãnh đạo đứng đầu hệ thống chính quyền thực sự gương mẫu, trong sạch, vượt qua những cám dỗ, gây dựng hệ thống chính quyền liêm chính. Vấn đề tiếp theo được ông nêu rõ là thủ đô vẫn còn đầy rẫy những vấn đề dân sinh như ngập lụt, ùn tắc. Đây là tồn tại, nhưng đó là tồn tại kéo dài. Chưa mưa đã ngập, càng trống càng ngập, đường thì ùn tắc hơn, giải quyết chỗ này thì ùn chỗ khác. Rồi có những chủ trương được dân đồng tình, hồ hởi mà không sao thực hiện được, như việc di rời các nhà máy gây ô nhiễm, trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô. Thậm chí đây còn được coi là giải pháp làm giảm ùn tắc nhưng vẫn chưa thực hiện được. Tại thủ đô, còn các tuyến đường khác cũng có dấu hiệu điều chỉnh quy hoạch, nhồi thêm cao ốc vào nội đô khi hạ tầng chưa đảm bảo như đường Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Những việc này đang rất cần một lãnh đạo có tầm nhìn, quyết tâm dẹp lợi ích nhóm để tránh biến thủ đô thành một thành phố méo mó. Để đóng góp cho thủ đô ghi dấu ấn, ông Nguyễn Túc cho rằng ông Trần Sĩ Thanh cần có những giải pháp đột phá, tìm ra hướng đi mới hay quyết liệt giải quyết những vấn đề tồn tại, tháo gỡ những chuyện bức xúc dân sinh. Tất cả chúng ta đều kỳ vọng một chủ tịch mẫu mực, cống hiến, tạo ra sức bật, sự đột phá cho thủ đô phát triển đồng bộ về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống, thực hiện các giải pháp tháo gỡ những vấn đề cản trở sự phát triển của thành phố, những chuyện dân tình bức xúc như ùn tắc giao thông, ngập úng, quy hoạch để Hà Nội là một thành phố đáng sống, ông nói. Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, cho rằng vừa qua ở Hà Nội có chuyện không vui với hai chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiền nhiệm, nên ông kỳ vọng thủ đô sẽ có một chủ tịch mới, người đứng đầu hệ thống hành chính thực sự trong sạch, mẫu mực, có văn hóa. Theo ông Chức, lãnh đạo Hà Nội phải sạch, gương mẫu mới có thể lãnh đạo chỉ đạo được. Không chỉ ông mà nhiều người kỳ vọng chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải biết chia sẻ niềm vui cũng như lo lắng của cộng đồng. Người đứng đầu hệ thống hành chính thủ đô cũng cần nhìn lại những người đi trước để học tập, hoàn thiện, nắm rõ trách nhiệm bổn phận với thủ đô, nhưng đồng thời cũng để tránh những khiếm khuyết, khuyết điểm. Chủ tịch Hà Nội phải làm sao để công việc của mình tốt và tạo dựng được bộ máy hành chính từ trên xuống dưới tốt nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân thời kỳ phát triển mới. Do vậy, điều mà ông Chức mong muốn đầu tiên với Chủ tịch Hà Nội là cần có ý chí khí phách để vượt qua mọi cám dỗ áp lực để đưa thủ đô phát triển xứng đáng với vị trí đầu tàu cả nước.